Chiều nay, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, các doanh nghiệp hội viên Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để duy trì sản xuất kinh doanh. Hiệp hội đã phối hợp tổ chức các hội nghị trực tuyến, khóa đào tạo về quản trị rủi ro và các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, làm việc với cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc, Kotra, để tìm kiếm đối tác chuyển giao công nghệ, liên doanh đầu tư, kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo thành phố tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song Hiệp hội cùng các doanh nghiệp hội viên vẫn tích cực tham gia công tác xã hội từ thiện. Thông qua Hiệp hội, các doanh nghiệp đóng góp hơn 500 triệu đồng tặng quà cho người nghèo, xây nhà đại đoàn kết, hỗ trợ phòng chống COVID-19 và thông qua kênh mặt trận và các kênh khác đã ủng hộ 3 tỷ đồng hỗ trợ phòng chống COVID-19, dành hàng tỷ đồng ủng hộ bà con vùng lũ miền Trung. Năm 2021, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng sẽ tích cực kết nối, đồng hành cùng doanh nghiệp hội viên để phục hồi sản xuất kinh doanh, củng cố và phát triển tổ chức hiệp hội.